vậy? Mất cái bẫy hả? Ừ, hên dữ à. Cái bẫy này thăm ba quận các bạn. Quận đầu tiên dính con, quận thứ nhì hai quận rồi thì một lần chết chuột chứ là không dính. Ờ, đã có người coi clip mới được biết chỗ này là mới có cái bẫy. Chị hả? Cây xăng nhìn thấy quen thuộc này. Cây xăng quen thuộc, con đường nó thuộc hả? Là nó đầu tiên xin cho phép Bình Trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em là chúc sức khỏe và lời chào thân thân nhất. Nhí ơi quay mặt lại chào cả nhà cái gì ơi. Rồi. Mình lên đường mọi người. Chúc cả nhà sẽ có những phút thư giãn khi xem video nha. Bạn yêu thích cái chủ đề săn bắt thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ mình nha. Chúc các em học sinh có một cái mùa hè vui tươi bổ ích nha. Cái đầu tiên mọi người, cái đầu tiên của Nhí nè. Đây là luồng 700 của mình nha. Tới cái tiếp theo, cái đầu tiên đó nha bạn, cái đầu tiên kia mất rồi, coi như không tính này, còn mọi người đổi trong hộp, hết hộp dưới. Tại cái dùng này rất nó gắn nhiều mà mình đặt đại vậy đó, dùng này gắn nhiều mà thử kinh nghiệm mà vô bộ ơi, đây qua đây bắt giùm anh đây. Rắn nhiều thiệt, cái đầu tiên chơi chặn đầu vừa cái bếp cái bờ cao khủng khiếp luôn. Được cái đầu tiên con hành này cũng được chứ bộ chơi đâu. Trời ơi trời, cái đầu cái clip nó dài mênh mông luôn, hành mạnh nào để đặt thử nghiệm có không. Trời ơi nó đặt hay chặn đầu cái gì nhí. Chúc cả nhà có giây phút thư giãn khi xem video nha. Chúc các em lớp 9 thì bình tĩnh tự tin chuẩn bị ôn tập và thi về lớp 10 thắng lợi nha. Các em lớp 12 thì thi tốt nghiệp thì cầm chắc cái bằng trong tay nha. Rồi để rồi thi giờ ôn tập thi giờ đã các ngành đại học thì như mong muốn nha các bạn. Thi đầu tháng đó đó ha. Để cái tay tới chiều luôn cũng ra nữa. Ủa ra ta thấy có vậy chứ. Ô sụp sịt kìa. Thứ nào gì nổi nó bị âm ảnh cứt chăng nữa gì đụng gắn lên đặt chỗ này chứ đâu. Ừ cũng đặt đâu đặt đây, cái bò này gắn nhiều đó, mình tưởng tượng gắn rất là nhiều nên có một hai cái bẫy không nhầm nhè vậy đó, nên nó mà cứ đặt đại bạn ơi, cuối cùng mình vô nó chết tại vì tính gọn rồi mình hay nó à, ok cá không cá thì cá gì nó liều mạng ghê trời, mình có trước lên con mình dám đồ gá trời trầu phê mày. Ba mấy cái, ba bốn, năm, năm cái gì đó không nhớ, nhưng mà năng em là xiền. Hổng hai thằng khách hai giỏ để dâm cái luồng này nè các bạn. Ok, đặt lại mới được. Cái bẫy thứ hai, cái bẫy tiếp theo. Ui, cho mình đi luôn. Trời ơi, con hành này ló lưng rồi nè. Thương không? Chị thương không? Nhỏ bạn ơi, cái này vô hành nhỏ thôi mà. Nhỏ nhỏ thôi. Con này cũng giống như con trước, trời chuột còn lời luôn, chuột còn nữa nè. Tự nhiên hành vô nó hiến xác cho mình. Vô mà không ăn được con chuột. Mẫu yến bự cỡ nào rồi đó. Bắt ra luôn các bạn. Em bé. Chưa con gắn nè, chưa có chân túi, dần túi dần gắn túi rồi. Ôi thôi con nhân bữa nay mày không con nhân mày hên nha. Dạ. Khui một cái trời, xung liền coi. Khui, ủa cái bẫy rồi, đây. Đây nè bạn, cái bẫy nằm đây. Đập hết hậu. Rồi. Gọi có động lực rồi, có cứt là có động lực nè các bạn, cứt nè, cứt trong nữa nè, trong nước ngoài thì đâu hết. Nặng cái coi cũng được, đầm đầm tay bạn ơi. Ừ, phải gì mới được chứ, phải nhất con nội mới được chứ. Trời ơi trời, cứt lọn cứt chịu tùm lum đầu này luôn nè. Cũng im nghĩ nó đi thăm bẫy nó bạn ơi, phải có nó cho hỗ trợ bắt cho mình. Ở khu vực mới nha, cái này là cái thứ tư trong ngày. Khu vực này có hai cái mới, mình mới thăm cái chốt quất cái bạn ơi. Giờ cái này cái dính liền. Wow,
thấy mê không, thấy hàm luôn, sướng sướng sướng. Vô tiếp tục, tiền về có mang con số hữu hành, ngon lành cạnh tranh. Rồi đêm qua kia mình lấy cái vỏ bên kia, mà qua bên kia lấy cái vỏ bắt lại. Còn là 550 gram, 500 gram cứ nhắc, hơn 500 gram rồi. Chưa bò ra nữa ta, bò ra đi, mắc cỡ gì. Con thứ ba, con này hai con này nhí nhí à, không bò ra này, không tự giác, có đè giác này luôn. Nó tự nguyện ra mà nó không chịu ra. Nó cứ kênh lại nè, kênh xà mông. Cũng có ngon, cũng ngon, cũng ngon. Ok, có tiền các bạn. Sướng. Vô. Đứa kia nhớ hả? Con chuột nó ngủ nè, ngủ cái tướng thấy ghét không? Ừ, nó ngủ rồi không biết chết không. Bật ngửa, nãy giờ lạc mấy cái mất tiêu, lạc hai cái hai thằng kiếm nó chết không? Cái gì? Chả thấy gì trơn, không thấy hiện tượng gì trơn. Trong lọc, trong lỏng, trong lơ, từ đầu tới đuôi. Khỏi mấy con xịt nha bạn. Quá trời luôn. Xịt đều gan. Mỗi vòng ở đây. Đấy, bên đây thì chưa có tưới. Mỗi lần ấy cái mình dặn quanh cái là nó chảy cái sẹt nó đắng à. Tưới đều luôn, rất là nhiều vòng. 7,5 là có ăn hả bồ ha? Ngon. Có cái đường nước cái đâu bên đó bạn ơi, đâu cái máy đang bơm bên cạnh đó, dẫn qua đây, dẫn qua đây, mình muốn cho nó chạy cái hướng nào thì mở cái quanh hướng đó là xong các bạn, tiện các bạn ha, chắc ăn nước ngọt. Thôi mình lên đường bạn ơi. Cái gì chưa tới cái bẫy nữa, la làng nó sống vậy, dính không, dính thấy gì nó đặt này giờ thuốc nó dữ vậy. Nặng ra hơi nặng nặng, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ừ, hàng chứ nó giật cái bãi tiêu thuốc kia. Ừ, được cống bự luôn. Nó ép đó. Nó có là chất liệu. Ui, trời ơi, trời. Cái đầu ghẻ không. Giờ muốn bắt nó ra không chữ ra. Bắt làm sao? Coi lại cho nó bọng rồi. À. À, hiểu rồi ha. Nếu bắt ra được cũng là 37 đấy. Rồi. Cái gì vậy mày? Quá trời chùm chùm luôn trời, cái này cái gì cũng sợ biết luôn. Cái bẫy của mình. Có nè. Vui con coi, lấy uy tín, lấy động lực rồi coi, lấy hên rồi. Khui. Trời ơi, trời ơi, cái bẫy con chuột còn luôn, đau lòng quá. Cái này mình rút bằng này, rút cái này đi nha. Ui, ui. Rồi, tức trắng dưới chân mọi người, dưới đất nè. Đó, bạch bạch á. Trời, cứt cục con này nè, cứt lọn này nè. Đó, nó lăn cục ra. Nghe té vậy trời. Rồi, trống lỏng trống lơ luôn. Rồi, không biết làm sao mà cứ mất tiêu luôn.
có tay. Trời ơi trời, cứt nè, cứt gắn. Có tay, cứt nhóc hết trơn mà. Có mất tiền. Tóm lại là không dính mà. Rút luôn mà, lỡ rồi. Mày đặt cho tao, mày đặt gì đó hả? Giữ đường dưới sái vậy hả? Bỏ cái tay luôn. Gì? Nói gì? À, chó tặc cái gì? Chó hay ta? Người ta làm quần lỗ quá trời như mày. Vậy hả? Không hiểu. Không hiểu là biết chưa? Ở đây. Vỏ ở đây mà cái bẫy đâu? Không biết đâu. Ây da. Nhìn hứ hử có cứt. Còn không? Giữ răng nhé. Cái cuối cùng của một khu tiếp theo, đó là khu thứ ba, chưa dính một em nào hết. Khu kia thì băng con một kinh lộn sạc háng luôn, không dính. Khu thứ hai là gặp nguyên bầy chó tặc. Và khu này hồi nãy giờ cũng 3-4 cái rồi, không dính một em. Cái cuối cùng luôn. Bẫy này bự các bạn, mình đặt bẫy này lớn thì không lộ. Các bạn cái này. Trời ơi. Dở lên cái này nhà te vậy trời. Trời ơi, con chuột nó gã xương luôn chứ không phải là bình thường. Khui gan luôn. Mình mong muốn đốt chỗ nào chăng, đốt cho chăng cái bẫy mình chơi vậy đó. Lựa cho cái bẫy mình đốt chơi vậy được không? Bẫy hả? Ờ, cái bẫy dễ thì còn, quên nữa. Như nó đứng trên nó phán rồi nó dễ nhưng mà còn cái bẫy mà cũng cụ cũng lũ vô đây kiếm mà. Đùa này mình còn hai cái, không có mất hết trơn. Cuối cùng mình tính rút rút mà chừa là hai cái. Còn biến rút thì nó đốt cháy gì thì sao mất bó cái có cái bẫy đâu. Mày đã nói không có thì làm sao mà tôi cãi mày tôi đi kiếm. Đâu ngoài đó mình còn cái nữa các bạn. Cuốn luôn không? Ừ, rồi cuốn cuốn. Chiến gò mà rút mất cái trâu nguyên cái luồng này luôn nè. Rồi mình còn cái này là dính được con ngựa nè. Mình nói dính con hành. Thăm hai cái mình húm ở chân cái đầu đi dài ngoài mất dài con tẹt qua đây mất dài mất sạch sẽ luôn. Chơi cái vụ đó nữa. Đi cuốn thì bỏ đại cái vỏ đi, cái vỏ không sáng dính con nào hết trơn mà mày đặt cái đem theo nữa. Rồi đi ra ngoài đó. Ừ, còn nhóc ở đây thì dài nên đặt ra dài nó nhóc ha. Rồi nó cầm qua. Người ta đang phá đất bật. Bẫy này bảo hộm dính ngộ hành nè. Nghĩ là đi đẳng, thầm cái bẫy có nó đẳng nè. Khui, rồi. Mất luôn nhé ơi. Đúng là công nhận thiệt chứ. Bọn á trùng đẹp, dính con hành để lại nè. Mất tiêu. Ok. Quá xứ rồi. Như là ấp Phú Đa, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Mình ở xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Giáp ganh láng giềng không mà chơi nhau gì đó. Ôi nói gì, Tân Thạnh với mình ở trong mình đặt trong xã Tân Thạnh cũng bị mất cái đựng nói chi hay đặt cái xã láng giềng. Nó bỏ cái bẫy đây bạn, nó bỏ túi lưới cặp bên này chắc chắn bẫy này sẽ có dính con rồi đó nha. Dính con gì? Nó đi đặt rồi bạn ơi. Cá, con hành nè. Ôi ơi, chuột còn luôn, ghê thiệt. Hành mini. Hành có chuột còn luôn, ghê chứ. Bắt cho nó luôn các bạn, nó có con dằn túi. Rồi chuột chạy ra luôn, báo nữa. Được con dằn túi. Cũng được đi. Trời ơi, nó cắn cái đuôi nè, te tui tét hết trơn. Nhâm cái đuôi hết trơn. Rồi mình ốp máy bằng đựng con dần túi cho thằng nhí nha. Lộn hết nổi hả? Thăm chưa? Tao bẫy chưa? Đâu? Đặt giữa đậu nhựa vậy đó. Anh em đặt hết nổi chiến rồi. Sọt đây, nó sọt đây 1 cái nè. Mình sọt bên kia 2 cái. Rồi thấy gác không?
Trời, nó xuống đây nè. Không có, mày tới số nhưng mày. Chắc có hàng rồi. Có hàng. Chúc mừng nha. Được hai em trời. Ôi, cũng được ha. Xíu. Đó, cái đầu của ngoài xuống kìa. Ăn cái bụng trong bốc. Sáng giờ đừng có ra chết, anh no siêu anh rồi. Bữa nay anh thua là chắc đấu rồi. Không chết là sáng giờ mới có 3. 5 ấy. Thì không chết mà chết 3 chứ nhiêu. Mà chết 3 chứ 2 nó là 5. Anh chết cũng con cái bộ. Con thú ít quắc nãy đó. Cái mày dưới dở mày ruộng đó, đầu ruộng đó. 4 mà anh cũng có thua em. Ừ. Cũng im. Im. Cố gắng về nhà, hỏi vợ hỏi đi đâu cũng có cái cớ để trả lời với nó. Để không trả lời được nó chửi chết luôn. Ngon ha, cũng được ha. 20.000. Ôi đồ sụp xịt. Ôi không biết địch nó ta. Địch bẹt bẹt. Thấy gì không? Gắn gít có khắp mọi nơi, cặp đường lộ sen hù hù gì mà nó cũng ăn à, nó cũng lại à. Chút xíu. Rồi, mình qua cái của mình, cái mình đối diện mình chưa lộ, mình hai cái là kiền luôn ha. Hai cái thế nào cũng hút con à. Trời ơi, quẩy văng ngoài này rồi ông nội. Đây kìa. Đây, con góc văng ngoài này. Con góc này này. Quá tai. Trời ơi, trong khọc luôn. Trời ơi. Con gì mà lôi ra dưới thần như trời. Banh không dưới không trình liệt luôn. Bẫy của thằng Dương nó tặng mình nè. Con gì mà lôi tới liệt không liệt cổng hết trơn. Đặt tới hai cái đó nha bạn. Đây cái, đây cái đó nè. Đây, có đèn cá này. Cái này chắc còn. Hút con rắn lấy nợ, gỡ dấu này. Tiêu rồi. Đây là đây. Chỗ đó các bạn ơi, chỗ mới thăm rồi. Mình không có đâu. Mất luôn rồi. Ơi. Rồi, một cái chó lôi, còn cái không biết ai lôi à. Chó ta. Mất một cái rồi. Chốt cái. Chó ta mất tiêu một cái. Mất một cái còn sót lại cái. Ui. Hơi nặng. Có cho nữa cũng nhỏ, thấy chưa? Con hành nhỏ. Vậy giờ hồi kẹt đầu luôn bây giờ. Nãy chưa bò ra nó ta. Đang mở túi lưới rồi nè. Đã xong túi lưới rồi nó chưa bò ra nữa. Bốn em. Làm cái gì à? Vô túi. Mini không. Ok. Công nhận người ta múc kinh lắc lứt không bò ha. Lắc lứt luôn. Và đây là hai cái bẫy cuối cùng của anh em mình luôn nha, mỗi người một cái. Bẫy này chuyến rồi nó cũng dính con nha bạn, còn bẫy này của mình cũng chuyến rồi cũng dính luôn. Bẫy này là bẫy huyền thoại nha bạn. Dính ở đó tới giờ luôn á, mà không có được bự nha bạn. Bên đó dính ly chia, đem qua đây cũng dính. Rồi đem ngược qua đây lại nha bạn. Anh em biết có dính gì không? Rồi. Mất tiêu rồi bạn ơi. Tiêu cái bẫy rồi.
đống chuối người ta lấy cái bẫy mình luôn. Người ta đống chuối ít khi nào ta lấy đó người bạn, không có quẩn lấy đâu, tại người ta đi mua chuối á. Tại sao mất ta, mất cái bẫy coi nó bỏ tình cho nó mất cái còn nữa. Vỏ bao mình mất, vỏ bao mình còn, mất cái bẫy mình vỏ bao còn, có khi nó lọt với này ta. Hôm nay thì mình được 4 con mà ơi. Chiến gò nhí được 3 con. Chiến này nó sụt xuống nó còn 2 con. Phần của mình là chiến gò mình được 1 túi. Chiến này mình còn 4 con. Có không vậy? Có hàng không? Tay không là biết hả? Còn anh thì cũng hơn em, anh có cái vỏ. Anh còn cái vỏ nè, vỏ bao á. Bảy ai biết đâu à. Hồi đó giờ mình mất ở đây 1 cái, còn mình chuyển qua đó thì bên đó không có mất, mà đập dẹp, mà chuyển qua đây lại đây mất nữa. Chỗ này mất 2 cái nè. Mình nghĩ không phải người ta lấy đâu, chắc chó tặc lấy á. Chó tặc nó làm mất mất của mình á. Rồi. Cười. Rồi. Một cắn của mình bạn ơi. Nè. Bao nhiêu đó thôi. Hôm nay thất à bạn ơi. Bằng nãy sớm mơ về tổng kết không biết bao nhiêu mình mất, bao nhiêu cái bẫy bạn, cũng khoảng có 4-5 cái vậy. Chắc gom gom mèn cắn là chắc đủ tiền lưới, đủ tiền bẫy. Rồi tạm biệt cả nhà đông bộ ơi. Tới ngày tới cử thì phải đi thăm thôi, cho dù mất mát hay là lỗ, biết lỗ cũng phải đi thăm bạn, biết chắc chắn lỗ cũng phải đi thăm chứ. Bạn nào chưa chặt đặt cái gắn chưa biết đâu, mà đặt cái gắn thử coi. Chắc chắn lỗ, chắc chắn bữa nay không có cũng phải đi, tới ngày tới cử là phải lên đường. Ok. Bye bye cả nhà bộ ơi. Bye bye.